đời mình quen nhau. Có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần em chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi. Top 5 cục đẩy khỏe bền giá rẻ chỉ từ 5 triệu đồng tại Bảo Châu Elec. Anh Trường cho em hỏi một chút là nếu mà được ví von với cơ thể con người thì anh có biết là một chiếc vang số trong bộ dàn karaoke nó được ví là cái gì không? Câu này thì anh trả lời được rất dễ dàng thôi. Một chiếc vang số sẽ được ví von như là một bộ não của cơ thể chúng ta vậy. Nó là cái nơi cơ quan chỉ huy toàn bộ cái cơ thể chúng ta. Vậy đúng thì rồi. Trong một dàn nhạc cũng vậy, vang số nó cũng sẽ được ví von như một cái cơ quan chỉ huy toàn bộ cái nguồn âm thanh chúng ta khi mà phát ra. Ok. Vậy thì con cục đẩy. Cục đẩy được ví von là gì? Dạ vâng, cục đẩy được ví von là trái tim của một bộ dàn karaoke quý vị nhé. Chính xác thưa quý vị. Nó quyết định đến 50-60% chất lượng của một bộ dàn karaoke có hay là không, nó nằm ở cục đẩy. Đúng rồi. Dạ vâng, vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với top 5 năm cục đẩy khỏe bền giá rẻ tại Bảo Châu Elec và có mức giá chỉ từ 5 triệu đồng. Ok, không để quý vị chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến ngay với sản phẩm đầu tiên. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với lại một mẫu cục đẩy đến từ thương hiệu APP có mã là MZ46 quý vị nhé. Đây là cục đẩy 2 kênh cho giờ mức công suất mỗi một kênh chơi ở trở kháng 8 ohm sẽ là 420W và chơi ở trở kháng 4 ohm thì sẽ là 590. Và nếu như chúng ta chơi ở chế độ bridge tức là chế độ ghép nối thì sẽ là 1180W thưa quý vị. Đó. Và cục đẩy chúng ta thì có giải tần số sẽ từ 20Hz cho đến 20kHz. Một điều nữa khá là hay đó là ở trên chiếc cục đẩy APP MZ46 này đó chính là cái độ méo tiếng, tỷ lệ nó rất nhỏ, rất thấp. Nó chỉ dưới 0,5% thôi. Cho nên gần như chúng ta sẽ không thể thấy được cái sự méo tiếng trong đó. Đúng rồi. Về thiết kế thì sao? Về thiết kế thì anh đánh giá nó sẽ hơi gọi là anh có cảm tình một chút nhá. Đó là thứ nhất là cái chúng ta thiết kế theo kiểu dạng như là hình cánh bướm này. Cái phần mặt này nhìn như cánh bướm thì rất là đẹp. Và hai nữa nó có những cái lỗ để thoát hơi như này. Giúp cho cái quá trình chúng ta sử dụng với cường độ cao này. Rồi thì công suất lớn trong thời gian dài thì nó vẫn sẽ rất là mát và bền bỉ cho cái bộ phận bên trong linh kiện chúng ta. Đó. Đúng rồi. Phía trước này sẽ là nơi mà tản nhiệt để có thể hút gió vào. Hút gió vào làm mát bên trong và đằng sau sẽ có quạt thổi gió ra. Chính xác. Không khí sẽ được tuần hoàn liên tục làm cho linh kiện của chúng ta sẽ mát hơn trong quá trình sử dụng. Đúng. Nó lại còn được kết hợp với lại mạch glass hard bên trong cho nên cái hiệu năng của nó phát huy một cách tối đa luôn. Giống như Hữu Duy vừa nói rồi, nó sẽ rất là mát nếu như chúng ta chơi ở thời gian lâu dài vẫn không lo vấn đề về ảnh hưởng đến chất lượng của cục đẩy. Đó. Và đặc biệt đây là một cục đẩy nguồn xuyến quý vị nhé. Đúng nguồn rồi. Xuyến thì sẽ có chất âm nó rất là hay. Và nó sẽ đầm tiếng khi chúng ta sử dụng cùng với loa. Đúng rồi. Cục đẩy APP MZ46 này hiện tại đang có mức giá là 5.490.000 đang được bán chính hãng tại Bảo Châu Elec quý vị nhé. Và đây là cục đẩy rẻ nhất trong top 5 cục đẩy ngày hôm nay. Chính xác. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với BIK VM620A. Đây là cục đẩy của BK, thương một thương hiệu của Nhật nhá. Đây cũng là cục đẩy 2 kênh và cho ra mức công suất mỗi một kênh sẽ là 600W ở trở kháng 8 ohm, còn chơi ở trở kháng 4 ohm thì sẽ là mức 900W một kênh. Đó. Chúng ta có thể nhận thấy được từ những cái phần lỗ thông hơi ở đây này, những cái lỗ thông hơi được sử dụng những cái gọi là cái mút xốp đó, rất là mềm để chúng ta cũng có thể hoạt động nó được mát giống như là chiếc cục đẩy MZ46 thôi. Đó. Ngoài ra thì chúng ta nhận thấy được những cái phần thiết kế nổi bật từ những cái logo màu vàng, đúng không? Rất đẹp. Đây thì cũng có những các cái ký hiệu đèn, cũng giống như là cục đẩy này thôi. Chúng ta cũng có những cái mức đèn báo hiệu, ví dụ như clip quá tải hoặc là chế độ protect, bảo vệ vân vân. Đó. Con này thì cũng có giải tần số đáp tuyến từ 20Hz cho đến 20kHz. Chính vì vậy mà cũng giống như con MZ46 thôi. Một điều hay nữa ở con này, đó chính là cái độ méo tiếng nó còn tốt hơn cả MZ46 một chút. Đó, khi mà nó chỉ có 0,15% thôi. Đó, gần như là 0,0% luôn, đúng không? Đúng rồi, gần như là không bị méo tiếng. Thế còn mức giá của chiếc cục đẩy BIK VM620A này là bao nhiêu anh chưa? Em có đoán được khoảng chừng tầm bao tiền không? Khoảng tầm, em nghĩ là hơn 7 triệu. Chính xác. Con số chính xác đó chính là 7.590.000 quý vị nhá. Okay. Nó mức giá nhỉnh hơn một chút so với lại MZ46. Và đây là mẫu cục đẩy có mức giá thứ hai. Chính xác. APP là rẻ nhất.
thì đây là một cục đẩy có mức thứ hai của top 5 ngày hôm nay. Chúng ta sẽ càng lên dần mức giá. Đúng rồi. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại một thương hiệu mới, một thương hiệu nó khác hơn so với lại khu vực châu Á chúng ta đúng không ạ? Một thương hiệu Crown thuộc tập đoàn Hackman của Mỹ. Ví dụ như điển hình như con Crown T3 này. Quý vị có thể nhận thấy với cái màu xanh coban rất là thời thượng và nổi bật đúng không Hữu Duy? Đúng rồi. Đó. Đặc biệt là thiết kế mặt phía trước từ logo dập nổi này. Nó là logo nổi nhé. Hình dương vương miện đúng không? Đúng rồi, vương miện. Crown dịch ra là vương miện rồi. Đúng rồi, chính xác. Cho nên là logo rất là đẹp. Thương hiệu Crown này, phía trước thì chúng ta có dập lỗ tổ ong để có thể thông hơi. Rất là đẹp. Màu xanh coban này rất đẹp này. Không biết là quý vị nhìn qua màn hình có thấy rõ được không? Nó không giống màu xanh dương của lá cây hay là của da trời gì cả. Mà nó là một màu xanh rất là bắt mắt. Đó, một cái chi tiết rất hay. Cục đẩy Crown T3 này thì vẫn là cục đẩy hai kênh quý vị nhé. Cho ra mức công suất mỗi một kênh sẽ là 330W, ở trở kháng là 8 ohm. Còn trở kháng 4 ohm thì sẽ là khoảng 450W. Còn khi mà chúng ta chơi chế độ Bridge thì sẽ là rơi khoảng 900W quý vị nhé. Đó. Cái giải tần số đọc tuyến nó thì cũng tương tự như hai cục đẩy phía trước chúng ta. Đó chính là từ 20Hz cho đến 20kHz. Đó. Vừa rồi đó là một số những cái thông số ở trên chiếc Crown T3 này. Vậy thì Hữu Duy còn những cái chi tiết nào muốn chia sẻ tới quý vị không? Với chiếc T3 này thì nó là một chiếc cục đẩy nguồn xuyến. Nguồn xuyến cho nên là cái cân nặng của nó cũng khá là nặng. Nhưng mà bù lại chất âm nó sẽ rất là hay và đầm tiếng. Đúng rồi. Thì bởi vì chiếc T3 của chúng ta có màu xanh coban mà hầu như các thiết bị như là vang số hay là micro đầu thu thì hay là nội thất thì hầu như sẽ có màu đen và trắng. Cho nên để mà về màu sắc thì đánh theo quan điểm cá nhân của em đánh giá thì nó khá là không phù hợp lắm với hơi kén đúng không? Với hệ đồng màu của những sản phẩm. Nhưng mà nếu mà quý vị không để ý quá về đến màu sắc đúng không ạ, mà chúng ta quan tâm đến hiệu suất, hiệu năng làm việc thì chúng ta có thể thấy được ngay những dòng sản phẩm của Crown. Thì đây là một trong những dòng sản phẩm cao cấp, được gọi là rất là cao cấp ở trên thị trường của tập đoàn Hackman. Thì hiệu năng làm việc, hiệu suất làm việc và chất âm của dòng Crown ra nó rất là hay và nó đầm tiếng, nghe chắc tiếng cực kỳ luôn quý vị nhé. Vậy thì mức giá của chiếc Crown T3 này là bao nhiêu anh Trường nhỉ? Mức giá hiện tại của Crown T3 thì đang là 9.900.000 quý vị nhé. Được phân phối chính hãng tại Bảo Trợ Alex. 9.900.000, ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai mẫu cục đẩy tiếp theo. Đây là mẫu cục đẩy có mức giá cao thứ 3 quý vị nhé. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ đến với cục đẩy tiếp theo đến từ thương hiệu Denon. Đây là dòng cục đẩy mới cập bến vào cách đây khoảng tầm một vài tuần thôi, đúng không anh Trường? Dòng DA2600. Nói một chút về thông số kỹ thuật thì đây là một dòng cục đẩy hai kênh nguồn xuyến quý vị nhé, nguồn xuyến. Và nó sẽ tạo ra được mức công suất là hai kênh ở trở kháng 8 ohm thì mỗi kênh sẽ là 600W này. Nếu mà ở trở kháng 4 ohm thì mỗi kênh sẽ cho ra mức công suất 900. Và nếu mà xuống trở kháng xuống 2 ohm, với dòng cục đẩy Denon này nó có thể xuống được cả trở kháng 2 ohm quý vị nhé. Nó sẽ cho ra được mức công suất là 1350W một kênh. Và khi đánh ở chế độ bridge chập kênh thì nó sẽ tạo ra được mức công suất là 1800W ở trở kháng 8 ohm. Và nếu đánh ở chế độ bridge mà ở trở kháng 4 ohm thì nó còn có thể lên tới 2700W quý vị nhé. Rất là khủng với một chiếc cục đẩy cực kỳ nhiều chức năng, nó xuống được trở kháng rất là thấp, 2 ohm đúng không ạ? Đó, và với chiếc cục đẩy này nó có tỷ lệ méo tiếng chỉ là 0.1%. Lớn nhất so với là những dòng vừa nãy mà chúng ta so sánh đúng không ạ? Khá nhỏ đúng không? Đúng rồi, chỉ là 0.1% thôi. Còn giải tần số đáp tuyến thì vẫn là từ 20Hz tới 20.000Hz, rất là rộng. Đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ đánh giá về thiết kế. Đây là một thiết kế basic đối với một chiếc cục đẩy, một mẫu cục đẩy và nó khá là giống với đồ nghe nhạc đúng không ạ? Bởi vì Denon là một thương hiệu những dòng sản phẩm nghe nhạc loa hay âm ly thì nó nhìn thoạt qua bên ngoài thì nó khá giống âm ly nhưng mà nó lại là cục đẩy. Còn chúng ta sẽ có hai tay cầm ở hai bên này, mặt phía trước bằng nhôm phay xước có màu đen này, logo in thương hiệu Denon Professional có đèn báo hiệu này và có logo tên model. Còn về chiều sâu của chiếc cục đẩy này thì nó khá là dài, nó phải tương đương với VEK. Đúng rồi. Đây là một chiếc cục đẩy nhiều chức năng, đánh khỏe nguồn xuyến và nó có thể xuống được trở kháng rất là thấp, nhưng mà chiều sâu của nó hơi dài quý vị nhé. Nó dài ngang với cả VEK luôn.
Ngoài ra thì anh đánh giá nữa đó là chiếc đề nông này thì với cái việc mà chúng ta xuống được trở kháng sâu như vậy này, xong lại với công suất khi mà breed lên 2007 đúng không? Đúng đó rồi. Thì nó cũng có thể mang ra làm các sự kiện được. Còn đúng mới rồi. Cái cục đẩy mà phía trước, ba cục đẩy phía trước thì thường sẽ thiên hướng về gia đình hơn đúng không? Đúng rồi. Đó. Cục đẩy này có thể trở kháng xuống 2 ôm đừng tương đương và chúng ta có thể ghép được 3 chiếc loa vào một kênh. Đúng rồi. Một chiếc loa thì là 8 ôm này. Hai chiếc loa thì nó sẽ xuống trở kháng 4 ôm và ba chiếc loa nó sẽ xuống được trở kháng 2 ôm. Vâng, rất là khỏe. Và chập cầu breed thì nó có cả trở kháng 8 ôm và trở kháng 4 ôm, rất là tốt với một chiếc cục đẩy này. Sẽ linh hoạt hơn khi mà chúng ta ghép nối bên ngoài. Đúng rồi. Và mức giá thì chiếc cục đẩy này đang có giá là 14.300.000 đồng với một chiếc cục đẩy hai kênh, một kênh 600W như thế này. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với chiếc cục đẩy đắt nhất, hay nhất, xịn sò nhất trong top 5 ngày hôm nay. Đó là cục đẩy đến từ thương hiệu RCF của Ý quý vị nhé. Và với chiếc cục đẩy này có mã là IPS 2700. Đó, thiết kế cực kỳ bắt mắt và đẹp. Chúng ta có thể cảm tưởng ngay được những cái lỗ thông hơi ở phía trước này này. Nó giống như là cánh của một chiếc máy bay vậy không ạ? Một chiếc máy bay phản lực. Vâng, wow, rất là đẹp. Đó, power on off ở chính giữa, logo RCF nhìn rất là đẹp và hầm hố. Thì với chiếc cục đẩy IPS 2700 này, về thông số của nó sẽ có hai kênh, mỗi kênh là sẽ ra mức công suất là 700W ở trở kháng 8 ôm. Nếu đánh ở trở kháng 4 ôm thì nó sẽ ra được mức công suất là 1100W một kênh. Còn chế độ breed sẽ là 2200W khi chập kênh lại quý vị nhá. Đó, thì đây là một chiếc cục đẩy có thể chơi được tất cả, hầu như tất cả những dòng loa bass 30 trở lại. Đó, rất là khỏe. Và hiện tại với một cục đẩy này sử dụng mạch glass hard, nguồn xuyến. Đó, chất âm cực kỳ hay và đầm tiếng. Còn về thiết kế thì anh Trường cảm thấy thế nào? Thiết kế của RCF thì có lẽ chúng ta cũng không cần phải tranh luận và bàn cãi quá nhiều đúng không? Đúng rồi. Nó đến từ những sự sang trọng bởi vì cái thiết kế nó tuy rất là basic, rất là đơn giản thôi đúng không? Rồi. Nhưng mà nó có sự tinh tế. Đấy, như Hữu Duy vừa nói rồi, cái này nó kiểu dạng như hình cái cánh máy bay đúng không? Đúng rồi. Rất là đẹp và bắt mắt. Chúng ta để thì nó cũng có cái cảm giác nó thẩm mỹ nó tăng cao đúng hơn. Rồi. Đó. Còn về chiều sâu, về chiều sâu nó thì cũng rơi vào khoảng tầm độ 2, găng tay của anh là sẽ rơi khoảng tầm hơn 20 phân thôi. Rất đó. Là phù hợp, rất là ngắn, chúng ta có thể để được hầu như tất cả những tất cả loại kệ. Đúng rồi, tất cả những loại kệ đều có thể để được với chiếc cục đẩy này. Chiều sâu của nó đâu đó chỉ rơi vào khoảng hơn 20 phân thôi. Đúng rồi. Chúng ta có thể sử dụng thoải mái, vừa đẹp, vừa hay, vừa bền, vừa khỏe mà chiều sâu lại còn ngắn. Thế này chơi vậy ai chơi lại đúng không? Quá tuyệt vời. Nhưng còn mức giá thì sao nhỉ? Mức giá của chiếc cục đẩy này sẽ là 21 triệu quý vị nhé. Và đây cũng là cục đẩy có thể nói là mức giá cao nhất ở trong top 5 chiếc cục đẩy ngày hôm nay. Đó. Thì ngày hôm nay Hữu Duy và Nhật Trường đã giới thiệu đến quý vị top 5 mẫu cục đẩy khỏe, bền, giá rẻ, đẹp, bày đẹp đúng không ạ? Dạ vâng, trong video ngày hôm nay và giá chỉ từ 5 triệu đồng tới 21 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào test thử chất lượng âm thanh của các dòng cục đẩy ngày hôm nay quý vị nhá. Và đầu tiên chúng ta sẽ phối ghép với lại một chiếc cục đẩy của thương hiệu APP có mã là MZ46. Đi kèm với đó chính là một chiếc vang số của JBL có mã là KX180A. Còn lại đôi loa và mic là gì Hiểu Duy? Micro chúng ta sẽ sử dụng VM300 để từ thương hiệu JBL và đôi loa sẽ là XS10, một phiên bản loa bass 25. Bởi vì sao mà Hữu Duy và Nhật Trường ngày hôm nay lại chọn XS10? Bởi vì đây là lý do đúng không? Đôi loa phù hợp nhất đánh cho cả 5 cục đẩy ngày hôm nay, không bị đuối quý vị nhé. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành test nhạc. Thử. Đầu tiên APP MZ46. Giận lòng đừng khóc biết ly mà sao khi tạ từ tràn mi nước mắt buốt chia tay vì sao cối mặt để người quay lưng nghe tim mình quặn thắt người chẳng phụ người mà vẫn dở dang tại ta. Nhiều lần chồng nhìn em thật lâu.
ngược thời gian, ngược về quá khứ. Có trái tim đã hóa vụn vỡ, còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng đêm xa mờ. Giờ con tim em dành nơi ai, là bờ vai, là màu tóc rơi. Mùa thu sang hàng cây sao xa, lá rơi đây đã qua ngày xa. Ngược thời gian, ngược về quá khứ, trái tim đã hóa vụn vỡ. Lòng đã giận lòng, đừng khóc biệt ly, mà sao khi tạ từ tràn mi nước mắt. Có những chiều mưa rơi ướt vai, có những
mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần em chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi anh, để những mùa nhuộm màu thương nhớ. Phố xa xôi đã vạn người qua, còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng đêm xa mờ, mà con tim em dành nơi ai là bờ vai là màu tóc rối. Mùa thu xa hàng cánh sao xa lá rơi đây đã qua ngày. Giận lòng đừng khóc biệt ly, mà sao khi tạ từ tràn mi nước mắt. Phút chia tay vì sao cúi mặt, để người quay lưng nghe tim mình quặn thân. Người chẳng phụ người mà vẫn dở dang, tại ta hay tại trời. Sao lắm đang đẹp từ ngàn muôn ánh sao.
chiều mưa rơi ướt vai. Có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần em chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi anh. Để những mùa nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vạn người qua. Còn lại ai còn bao yêu thương nơi góc phố mong em xa mờ, và con tim em dành nơi ai là bờ vai là màu tóc rối. Mùa thu sang hàng cây sao xa, lá rơi đây đã qua ngày say. Ngược thời gian ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ. Còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc. Dạ vâng, quý vị, và vừa rồi chúng ta cùng nhau trải nghiệm hát karaoke cũng như nghe nhạc ở trên cả 5 mẫu cục đẩy ngày hôm nay với đúng 3 tiêu chí, đúng không ạ? Khỏe, bền và giá rẻ, phải không ạ? Nói về mức giá thì Hữu Duy và Nhật Trường sẽ nhắc lại một lần nữa về mức giá của cả 5 mẫu cục đẩy ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ có mẫu cục đẩy APP MZ46 có mức giá là 5.490.000 quý vị nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có cục đẩy của BK có mã là VM620A thì có mức giá sẽ là 7.590.000. Đó. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cục đẩy của Crown T3 có mã là T3 thì có mức giá sẽ là 9.900.000 quý vị nhá. Còn hai cục đẩy còn lại. Đối với cục đẩy của Denon thì hiện tại đang có mức giá là 14.300.000 đồng. Và cuối cùng cục đẩy hay nhất, đắt nhất cũng như là cao nhất, đúng không ạ? RCF IPS 2700 với mức giá là 21.000.000 đồng một chiếc. Dạ vâng, quý vị, với cả 5 mẫu đẩy ngày hôm nay đều là những dòng cục đẩy rất là khỏe, bền, đẹp cũng như là chất âm hay, phải không ạ? Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Trôi Lake ngày hôm nay. Bảo Trôi Lake với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 13 cơ sở trên toàn quốc. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được set up tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và chúng tôi có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị với mức lãi suất chỉ từ 0% mà thôi. Đúng rồi. Và nếu như quý vị bạn yêu thích một trong top 5 cục đẩy ngày hôm nay thì vẫn còn nhớ phương thức để mua hàng tại Bảo Trôi Lake rồi, đúng không ạ? Chúng ta có 3 phương thức rất là thân thuộc rồi. Cách thứ nhất, chúng ta có thể gọi điện qua số hotline của Bảo Trôi Lake, đó là 1900 0255 quý vị nhé. Cách thứ hai, quý vị bạn có thể truy cập vào đường link trang web là bảotroilake.com, tìm mã sản phẩm và đặt hàng mua trên đó. Cách thứ ba, quý vị đừng ngần ngại gì nhé, chúng ta đến trực tiếp tại hệ thống 13 showroom trên toàn quốc để chúng ta tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo. Xin chào. Xuân đã về, có nước vui nào vui ngày xuân đến. Xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa chào đón mùa xuân. Xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình nao nức. Xuân ơi xuân đến rồi, những nắng bay vang chào mừng xuân sang. Nghe âm vang và một chút yên lành, đất nước gấm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ phèo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người về bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc mọi nhà gặp nhiều an vui.